kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa có cường độ mạnh nhất từ đầu năm nay đã khiến cho toàn bộ khu vực này chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại. Thể hiện của khối khí lạnh phía Bắc trên hệ thống bản đồ là những đường áp dày xít. Cùng với đó là trên ảnh mây vệ tinh là những khối mây màn đậm đặc đang phát triển khắp khu vực. Khối không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, kết hợp với ảnh hưởng địa hình chắn gió ở đây đã gây ra mưa, mưa vừa có nơi mưa to cho các khu vực kéo dài từ Nghệ An vào đến Bình Định với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm. Bên cạnh đó thì thời tiết trên biển cũng tốt dần lên đôi chút. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, cũng chỉ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Sau ngày mai thì khối khí lạnh suy yếu nên các tỉnh Bắc Bộ hửng nắng. Riêng tại các tỉnh Bắc Bộ thì ngày 26, 27 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao nên trời lại chuyển nhiều mây, âm u và có lúc có mưa. Khoảng ngày 29 tháng 12 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh. Đồng thời do không khí khô nhanh nên ở khu vực thì mây sẽ không nhiều nữa mà có xu hướng mỏng dần. Vùng núi phía Bắc thậm chí trời còn ít mây, hửng nắng làm cho nhiệt độ nhích nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Về đêm thì nhiệt độ ở toàn khu vực có xu hướng tiếp tục giảm sâu do mặt đất mất nhiệt nhiều hơn trong điều kiện trời quang mây với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ 13 đến 14 độ với độ ẩm là 45%. Sau đó từ khoảng thời gian giữa và cuối tuần thì nhiệt độ nhích nhẹ lên đôi chút và trời ấm nhẹ. Không khí lạnh và khô bao trùm khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc như là tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Trời có hửng nắng nhẹ về trưa và chiều nhưng cảm giác rét buốt về đêm vẫn duy trì. Trong ngày hôm nay, tại thành phố Cảng Hải Phòng trời tạnh ráo không mưa với nhiệt độ trong ngày từ 12 đến 15 độ, độ ẩm tại đây là 60%. Từ ngày mai thì khối khí lạnh suy yếu nên tại đây đới gió Tây với cường độ mạnh được hình thành khiến quá trình hình thành mây và mưa diễn ra mạnh hơn. Trời Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn và đôi lúc có mưa. Cũng kể từ đây thì do trời nhiều mây nên nhiệt độ thấp nhất về đêm trên khu vực thành phố cũng như là các tỉnh thành lân cận bắt đầu tăng dần và không còn cảm giác rét buốt như những ngày vừa qua. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tại khu vực là nhỏ do ban ngày trời vẫn âm u và hầu như không có nắng, nên nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng là từ 14 đến 18 độ cả ban đêm và ban ngày. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, đợt mưa quý giá đã xuất hiện ở các tỉnh miền Trung. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, tại đây vẫn tiếp tục có mưa xuất hiện, diện mưa nhỏ, sau đó thì mưa sẽ giảm dần. Ngày hôm qua trời hứng nắng đẹp trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Tuy nhiên thì từ ngày hôm nay, khi mà không khí lạnh suy yếu nhanh, gió đông bắc chuyển dần sang hướng đông nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền thì tại các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào mưa sẽ thưa hơn. Vùng trung tâm thành phố thì nhiệt độ giữ mức từ 22 đến 27 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%, trời còn lạnh về đêm, còn ban ngày hứng nắng. Trong ngày hôm nay, trên các tuyến phố tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại hầu khắp các tỉnh thành phía Nam đều có chung trạng thái thời tiết là tạnh ráo không mưa. Như vậy thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành lân cận khá lý tưởng cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi. Ban ngày trời nắng không quá nhiều với nhiệt độ cao nhất vào giữa trưa ở mức là 32 độ với độ ẩm từ 40 đến 45%. Từ thời điểm sau 10 giờ đêm trời chuyển se lạnh hơn, thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất là khoảng 3-4 giờ sáng với nhiệt độ trong khoảng 21-22 độ. Ở các tỉnh thành miền Đông như Long Khánh, Bình Phước thì nhiệt độ có thể ở mức là 19-20 độ, cùng với đó là sương mù. Do vậy quý vị cũng nên lưu ý mặc thêm áo khoác mỏng khi ra ngoài trời để giữ ấm cho cơ thể. Với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, những ngày đầu tuần do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh phía Bắc đang tiếp tục được tăng cường nên thời tiết cũng có đôi chút chuyển biến. Không khí lạnh dồn sâu xuống và ảnh hưởng yếu tới khu vực này kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo nên trời có nắng gián đoạn. Mưa rào và dông cũng đã xảy ra một vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ. Nhiệt độ trong ngày tại đây từ 24 đến 30 độ với độ ẩm 55%. Những ngày tiếp theo thì rãnh áp thấp xích đạo suy yếu nên thời tiết lại quay về trạng thái nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao trong khoảng thời gian giữa tuần. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.